Mến chào quý vị các bạn đến với chuyên đề thông tin đối ngoại do Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh thực hiện. Thưa quý vị các bạn, Trà Vinh nổi tiếng là vùng đất có bề dày về truyền thống văn hóa lịch sử, là địa bàn sinh sống cộng cư từ rất lâu đời của các dân tộc Kinh Khmer qua, đã kiến tạo nên một nền văn hóa đặc sắc. Trong chuyên đề kỳ này, chúng tôi mời quý vị các bạn cùng khám phá các di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng trên đất Trà Vinh. Trà Vinh, vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, là địa bàn sinh sống cộng cư từ rất lâu đời của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Trải qua suốt chiều dài lịch sử khai quang lập ấp, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ đất, giữ làng, cộng đồng các dân tộc trên đất Trà Vinh đã kiến tạo nên một nền văn hóa bản địa đặc sắc. Với trên 40 di tích lịch sử, kiến trúc và danh thắng đã được xếp hạng, trong đó có 16 di tích cấp quốc gia, một bảo vật quốc gia khẩu tượng Dinga Yodi. Đến Trà Vinh, về lại miền di tích, chúng ta sẽ được khám phá nhiều quyền bí của ông cha từ thời khai quang mở cõi, gây dựng đất phương Nam. Trà Vinh, vùng đất hội tụ của nhiều dấu tích văn hóa lịch sử, với 42 di tích đã được xếp hạng ở các loại hình di tích khảo cổ, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng cảnh. Trong số 42 di tích đã được xếp hạng, có 16 di tích cấp quốc gia và 31 di tích cấp tỉnh. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cũng đã phát hiện một số di vật được công nhận là bảo vật quốc gia như phối tượng Dinga Yodi, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 sau Công Nguyên, được phát hiện trong quá trình khai quật di chỉ khảo cổ học Lưu Cừ 2, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú. Di tích Lưu Cừ 2, di chỉ này là một di tích lịch sử văn hóa kiến trúc tôn giáo Bà La Môn thuộc nền văn hóa Ốc Eo, được xây dựng vào những thế kỷ đầu sau Công Nguyên và tồn tại trong một thời gian dài của Vương quốc Phù Nam, nơi bắt đầu huyền thoại về Vương quốc hình thành đầu tiên ở Đông Nam Á, nằm ở hạ lưu đồng bằng sông Cửu Long. Sự tồn tại của di tích là sự kết tinh trí tuệ, tình cảm, truyền thống của dân tộc qua các thế hệ. Mặc dù đã trải qua biết bao biến cố của lịch sử, bị mất mát, hủy hoại bởi chiến tranh và điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng hệ thống di tích trên đất Trà Vinh vô cùng phong phú và đa dạng. Những di tích còn lại cho đến hôm nay là chứng tích cho một quá khứ vươn lên kiên cường của quê hương Trà Vinh vào truyền thống cách mạng. Trong hệ thống các di tích ở Trà Vinh, có nhiều di tích có giá trị nổi bật, đánh dấu mốc son chói lọi trong từng thời kỳ lịch sử, như di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, được coi là biểu tượng công trình của trái tim, bởi ý nghĩa thiêng liêng của việc hình thành, quá trình chiến đấu bảo vệ ngoan cường và giá trị của ngôi đền trong đời sống tinh thần của đảng bộ, quân dân tỉnh Trà Vinh. Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, huyền thoại về đường Hồ Chí Minh trên biển, nơi lưu giữ nhiều chiến công oanh liệt của quân dân Trà Vinh, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không gian ký ức, nơi mà mỗi hiện vật còn lưu giữ, làm sống lại từng năm tháng hào hùng, gợi nhớ về những người con ưu tú của quê hương, những người đã hy sinh xương máu của mình để làm nên những chiến công lẫy lừng, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của một dân tộc anh hùng. Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có nhiều di tích từng là trọng điểm căn cứ xưa của các cuộc khởi nghĩa, như di tích lịch sử cách mạng nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở An Trường, huyện Càng Long. Nhìn vào một di tích phản ánh trình độ phát triển trong quá khứ của một dân tộc, cộng đồng dân cư, tìm thấy những giá trị văn hóa và tinh thần qua từng giai đoạn lịch sử nhất định. Trải qua suốt chiều dài lịch sử khai quang lập ấp, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giữ đất, giữ làng, cộng đồng các dân tộc anh em trên đất Trà Vinh đã kiến tạo nên một nền văn hóa bản địa đặc sắc. Mối tình đồng thắm sắc son giữa ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trên dải đất mặn mòi hương vị phù sa của đất phương Nam, có sự hội tụ vô cùng độc đáo của một hệ thống các di tích kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng cảnh. Những di tích kiến trúc còn lại với thời gian không còn nhiều,
Nhưng trong những ngôi chùa cổ kính mang đậm dấu ấn của Phật giáo truyền thống vẫn giữ được nét chạm trổ tinh xảo của người dân xưa trong một không gian trang nghiêm và linh thiêng. Mỗi một di tích còn lại với thời gian đã viết nên một giai thoại ly kỳ về đất và người Trà Vinh. Thưa ông Dương Hoàng Sum, là cần có những điều kiện gì để một hiện vật từng là chứng tích lịch sử để được công nhận là di tích, và việc công nhận di tích có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Để một cái hiện vật từng là di tích được công nhận đó, thì cái yếu tố đầu tiên đó là những cái sự kiện, những cái di tích gốc nó phải thật sự tiêu biểu, phù hợp với địa phương hoặc là phù hợp với quốc gia. Để trên cơ sở đó chúng ta làm cái tiền đề, lập hồ sơ đề nghị tỉnh hoặc là quốc gia công nhận di tích cấp tỉnh và cấp quốc gia. Thì trong thời gian qua thì qua kiểm kê giai đoạn 2016-2020 thì toàn tỉnh Trà Vinh có 528 di tích được đưa vào danh mục quản lý. Thì trong đó đó gồm có 16 di tích cấp quốc gia và 31 di tích cấp tỉnh. Đây là những di tích mà thể hiện cái sự tiêu biểu độc đáo trong các giá trị đã qua, cũng như là có một cái giá trị phù hợp để phát huy trong thời gian tới. Việc công nhận và xếp hạng di tích cấp quốc gia cũng như cấp tỉnh có ý nghĩa rất là quan trọng. Cái thứ nhất thì khi mà các di tích được xếp hạng thì giúp cho chúng ta có một cái phương pháp quản lý chặt chẽ theo quy trình của luật di sản văn hóa. Cái thứ hai nữa là qua quản lý thì chúng ta có điều kiện để đề xuất cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm tu bổ thường xuyên các giá trị di tích xuống cấp để làm sao tránh cái mai một theo từng thời gian năm tháng. Vâng, thưa ông Dương Hoàng Sâm, như ông vừa chia sẻ thì Trà Vinh là vùng đất của những dấu tích lịch sử. Tuy nhiên, trải qua những biến động của thời gian thì làm sao để những di tích đã được công nhận sẽ được bảo tồn một cách nguyên vẹn, đảm bảo tính chân thực của hiện vật gốc, đặc biệt là đối với những di tích mà đã được công nhận và xếp hạng là di tích cấp quốc gia, thưa ông ạ? Thì Trà Vinh là một trong những tỉnh phía Nam được công nhận là có nhiều cái di tích lịch sử và các loại hình di tích khác. Thì trong thời gian qua thì với sự cố gắng phối hợp giữa Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với chính quyền địa phương thì chúng ta cũng đã cố gắng công nhận được một số di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu. Tuy nhiên cái số lượng di tích còn lại thì cũng khá nhiều, và trong thời gian tới thì tiếp tục lập hồ sơ để tổ chức nhiều cuộc hội thảo làm sao nâng được cái giá trị của các cái di tích, đáp ứng được cái tính chân thực và phù hợp với cái thực tiễn hiện nay để được công nhận tiếp theo. Trong cái việc để phát huy giá trị di tích theo cái thời gian thăng trần của năm tháng đó, thì trước tiên thì sở cũng đã tham mưu với Ủy ban dân tỉnh đã ban hành quy chế quản lý di tích trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó thì có phân công các tổ chức cá nhân, các cái chủ thể quản lý di tích, đặc biệt là làm sao để tuyên truyền vận động người dân trong vùng có di tích không xâm hại di tích, không làm ảnh hưởng mai một của các di tích trên địa bàn. Và đặc biệt là chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương hàng năm dành một khoản kinh phí tương đối để làm sao là kịp thời trùng tu các di tích xuống cấp. Riêng tỉnh thì cũng đã thông qua hội đồng dân tỉnh ban hành nghị quyết đầu tư công giai đoạn 21-26 cũng với một cái số lượng tương đối, và chúng tôi cũng đưa giao 38 di tích trong điều kiện hướng tới để nâng cấp. Thì thông qua các cái hoạt động này thì nó cũng đảm bảo giúp cho các di tích duy trì, bảo quản và phát huy theo năm tháng. Trân trọng quá khứ, giữ gìn vết tích của người xưa, biết ơn những tiền nhân có công khai quang mở cõi, gây dựng cơ đồ cho đất nước. Trà Vinh chạy đất cuốn cuộn Cửu Long, mang trong mình một hệ thống di tích lịch sử vô giá của tiền nhân để lại, đòi hỏi chúng ta cần chung tay gìn giữ và phát huy. Cho dù xã hội càng hiện đại đến đâu đi chăng nữa, thì việc giữ gìn những nét văn hóa riêng biệt, nhất là những di tích hữu hình đã tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, càng có giá trị đặc biệt quan trọng. Những chứng tích lịch sử nằm trong sự tồn tại của di tích, nơi lưu giữ và trao gửi niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, văn hóa truyền thống cho thế hệ hôm nay và cả mai sau, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.
chớ lòng phố thị ồn ào, A Bà Ôm nằm ẩn mình trong một không gian tĩnh lặng, cho chúng ta một cảm giác thanh bình, yên ả khi dạo bước đi dưới những hàng cổ thụ trăm năm tuổi như bức tường thành vững chắc bao quanh A Bà Ôm. Ngoài cảnh đẹp đến say lòng người, ao nước rộng lớn này còn lung linh quyền ảo bởi những câu chuyện nửa hư, nửa thực từ bao đời nay ăn sâu vào tiềm thức người dân. Theo các nhà sử học và nghiên cứu văn hóa dân gian, thì có khoảng 10 dị bản để giải thích địa danh A Bà Ôm, gồm đủ các thể loại của truyện kể dân gian như truyện cổ tích, truyện giả sử, truyền thuyết, giai thoại, chân chân. Có thể nói đây là một trường hợp có nhiều giả thuyết nhất về tên gọi địa danh ở đồng bằng sông Cửu Long. Dạ thưa chú San Sết, được biết là ao Bà Ôm đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1994. Thì kể từ đó, di tích này nó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống tinh thần của bà con đồng bào dân tộc Khmer cũng như là cộng đồng các dân tộc trên đất Trà Vinh của chúng ta? Tức là ngày xưa là người Khmer theo chế độ mũ hệ, tức là gái phải đi cưới chồng. Thì lúc đó suy nghĩ bà Ôm mới nghĩ rằng nên đào ao. Tức là mỗi một bên phải đào một cái ao. Thí dụ là bên nam thua thì bên nam đi cưới vợ, hoặc là bên nữ thua thì bên nữ đi cưới chồng. Nhưng mà giao kèo là đào trong vòng một đêm, mà khi nào sao mai mọc ở hướng đông thì lúc đó là phải gác lại cái cuốc xẻng để mình bàn giao. Nhưng mà trong khi đào ao đó thì bà Ôm dùng mỹ nhân kế. Đàn ông á là ỷ vào sức mạnh của mình, đàn bà thì cũng dựa vào sức cố gắng của mình. Thì trong cái vấn đề đó là đào ao nữ, tức là hiện tại mình đứng chỗ này, diện tích cũng không phải lớn lắm mà hình thù vuông. Mà ở bên nam thì cũng có một cái diện tích gấp 10 lần. Thì bà Ôm đi xung quanh để mà quán xuyến cái công việc, phân công là bên nào là đào, bên nào là dùng mỹ nhân kế, bên nào là làm đồng đèn, thì phân công đâu đó đàng hoàng. Đi về hướng đông, chọn cái cây nào mà nó cao nhất, treo cái đồng đèn đó về hướng đông mà khỏi ngọn cây. Thì cánh đàn ông này nè, là nhậu nhẹt rồi say sưa nhòe mắt rồi, tức là nhìn xem cái sao mai giả đó, tưởng là sao mai thật. Thì cứ có người thì đi ngủ, có người thì say xỉn. Thì lúc đó thì cánh đàn bà cứ đào tiếp tục đào. Khi nào mà gà gái canh ba rồi sau mai mọc thì mới dừng lại, đàn bà thắng cuộc. Do đó thì người ta tôn sùng người mà là tù trưởng binh nữ là tên là Bà Ôm, người ta mới đặt tên là ao Bà Ôm cho tới ngày hôm nay. Wow, qua sự chia sẻ của chú San Sết hôm nay thì cũng đã giúp cho quý vị khán giả hiểu biết thêm về tiền thiết của ao Bà Ôm. Và sẵn dịp hôm nay thì con xin mời chú San Sết chúng ta cùng nhau đi dạo xung quanh hồ ao Bà Ôm chút nha chú. Dù xuất phát từ truyền thuyết hay cách lý giải nào đi nữa, thì ao Bà Ôm được hình thành từ bàn tay khối óc của người lao động và góp phần quan trọng đảm bảo nguồn nước ngọt cho sinh hoạt, sản xuất của cộng đồng các dân tộc trên vùng đất này qua nhiều thế kỷ. Với bề dày về những giá trị văn hóa và tinh thần, ao Bà Ôm được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, loại hình di tích danh thắng vào năm 1994. Vào những ngày lễ Tết hàng năm của người Khmer, ao Bà Ôm trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng náo nhiệt của cả vùng, nhất là vào lễ hội Ốc Con Bóc, một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch, thu hút hàng ngàn người dân khắp nơi về đây tham dự. Họ cùng nhau nhảy múa, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hòa hợp của các dân tộc anh em ở vùng sông nước Cửu Long. Và khi màn đêm buông xuống, khu vực ao Bà Ôm lung linh, huyền ảo, náo nhiệt với hội thả đèn gió, mang theo ước vọng của họ nguyện cầu cho trời đất giao quà, mùa màng tốt tươi, con người và vạn vật bình yên. Đêm ao Bà Ôm,
Bên cạnh ao Bà Ôm là chùa Ân, ngôi chùa Khmer cổ nhất Trà Vinh, được xây dựng từ năm 990 và bảo tàng văn hóa Khmer cũng được đặt ở đây. Quần thể bộ ba ao Bà Ôm, chùa Ân và bảo tàng văn hóa Khmer được xác định là địa điểm du lịch hàng đầu trong chiến lược phát triển du lịch văn hóa của tỉnh. Qua hành trình tham quan đến khu di tích này thì chúng ta cũng đã hiểu được về sự hình thành của cái khu di tích này. Và giữa cái cuộc sống của đô thị ồn ào náo nhiệt á, thì khó mà tìm được một cái không gian yên bình và rợp bóng cây cổ thụ xanh mát như ao Bà Ôm. Có lẽ ao Bà Ôm sẽ là một trong những điểm dừng chân rất lý tưởng khi du khách đến tham quan và trải nghiệm tại tỉnh Trà Vinh. Đặc biệt ao Bà Ôm cũng sẽ là một địa điểm rất lý tưởng để tỉnh Trà Vinh quảng bá và giới thiệu các nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất Nam Bộ này đến với du khách trong và ngoài nước. Lễ Cúng Trăng hay còn gọi là lễ hội Ốc Cầm Bốc diễn ra vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Theo quan điểm của đồng bào dân tộc Khmer, mặt trăng là chỉ thần điều hòa thời tiết làm cho mưa thuận gió hòa, mang lại mùa màng bội thu. Trong mùa lễ hội này, có nhiều hoạt động văn hóa như đua ghe ngò, thả hoa đăng. Theo ban tổ chức, tuần lễ văn hóa du lịch liên quan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ốc Cầm Bốc năm 2022 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022. Tuần lễ văn hóa du lịch liên quan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ốc Cầm Bốc là sự kiện quan trọng được tỉnh Trà Vinh tổ chức nâng tầm quy mô khu vực 2 năm một lần nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp, nét đẹp văn hóa phong phú, độc đáo của đồng bào Khmer, quảng bá, giới thiệu đến nhân dân trong và ngoài tỉnh về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, hướng tới thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa du lịch. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên đề thông tin đối ngoại của Đài Truyền hình Trà Vinh kỳ này. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.